Giá DX5 cho một cái cảm giác ôm xe khá là tốt, bánh xe khá là bám đường đó các bạn. Các bạn nhìn nè, ở trên cái con xe G5 thì đầu tiên các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ có hai cái đèn pha LED projector và nó sẽ được tách biệt độc lập. Phục upside down, xe sử dụng bánh là bánh 12 inch với thông số kích thước là 90-90-12 và rõ là bỏ không ruột nha các bạn. Cái chắn bùn của con xe này được làm nhỏ, gọn, vuốt và nhìn nó rất là thể thao, rất là hợp với cái đầu. Đằng trước của con xe được sử dụng là cái thắng đĩa, cụm xi nhan rời, chế độ Hazard. Con da DX5 được sử dụng là 6 bình ắc quy đặt ở cái vị trí dưới sàn xe. Kết cấu khung sườn vừa nổi vừa hiện, vừa nổi vừa ẩn. Nhìn giống như những cái mẫu xe phân khối lớn của dòng Ducati. Khởi động bằng một chạm, chúng ta chỉ cần lấy ngón tay cái chúng ta nhấn vào một cái là nó sẽ tự động nó mở lên. Gia Đi họ đã trang bị cho cái con xe này một cái cổng sạc USB để giúp cho chúng ta có thể sạc điện thoại. Yamaha có Exciter, Honda có Winner và những con xe đó cốp nó còn nhỏ hơn cả Gia Đi X5 nữa. Cái yên xe của con này được thiết kế 2 tầng rõ rệt và cái đường da nó may khá là đẹp. Cá nhân mình về độ ổn định khi mình ngồi con xe này, ngồi đằng trước rất thoải mái. Phần đằng sau của con xe Gia Đi X5 được làm cái đèn LED khá là nổi khói và nó làm cho mình liên tưởng đến những cái bộ phim Transformer. Ngoài ra thì xe được trang bị hai cái cặp phuộc sau có bình dầu nha các bạn. Cái vè xe của con Gia Đi X5 được làm khá là kín, chính vì vậy nó sẽ giúp cho chúng ta khó bị bám bụi bẩn hơn khi chúng ta đi ở những cái đường trời mưa, thời tiết xấu. Con xe này có một cái điểm rất là hay, đó chính là sử dụng hai thắng đĩa, hoàn toàn đều được sử dụng con heo dầu Hybrid do Gia Đi phát triển. Hiện tại giá của dòng xe Gia Đi X5 chỉ từ 21.990.000, chưa bao gồm tiền đăng ký biển số.